Ngày 2 tháng 4 năm 2024, báo Pháp luật Việt Nam đã đăng tải phóng sự với tiêu đề Hoàng Mai, Hà Nội cần làm rõ nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án công viên Hồ Đền Lừ. Ngay sau khi đăng tải, phóng sự đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân và chính quyền quận Hoàng Mai. Ngay sau đó, ngày 8 tháng 4, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hoàng Mai đã có công văn số 359 gửi báo Pháp luật Việt Nam với nội dung tiếp thu ý kiến phản ánh của báo. Đồng thời, Ban Quản lý Dự án cho biết đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công, tư vấn giám sát, nghiêm túc thực hiện công tác thi công xây dựng và giám sát công trình của dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường theo đúng quy định và đã phê bình đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát. Trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt, phóng viên được biết, ngày 6 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã có công văn số 920 gửi Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hoàng Mai, Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt về việc kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh. Trong đó có nội dung yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt báo cáo giải trình về việc đổ thải tại khu đất đối diện khu đô thị Ao Sào, có kế hoạch cụ thể khắc phục tồn tại, xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các khu vực nêu trên. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt cũng cho biết thêm đã lập biên bản và yêu cầu múc trào thải để giữ nguyên hiện trạng khu đất này. Tuy nhiên, thời gian qua, phóng viên cũng đã nhận được phản ánh của người dân về việc không chỉ khu đất đối diện khu đô thị Ao Sào có hiện tượng đổ trào thải trái phép, mà còn có nhiều khu đất trên địa bàn phường Thịnh Liệt cũng được tập kết san lấp trào thải xây dựng có dấu hiệu trái phép. Đây là hình ảnh khu đất được quy hoạch dự án khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp cải tạo, chỉnh trang lại làng xóm cũ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Hiện dự án chưa được triển khai, tuy nhiên theo ghi nhận, trào thải xây dựng được đổ tràn lan có dấu hiệu trái phép. Đáng chú ý tại đây, Ủy ban dân phường Thịnh Liệt đã cắm biển cấm đổ trào thải. Cùng với đó, khu vực đổ trào thải đối diện công an phường Thịnh Liệt và được che chắn một cách sơ sài. Cũng theo phản ánh, cạnh khu đất này là hàng loạt nhà xưởng, bãi xe có dấu hiệu trái phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Còn đây là hình ảnh một số bãi tập kết trạc thải xây dựng có dấu hiệu trái phép dọc tuyến đường mới Thịnh Liệt và dọc bờ sông Xét. Đất, cát, trạc thải rơi vãi có dấu hiệu không đảm bảo vệ sinh môi trường, gây nhếch nhác cảnh quan đô thị. Liên quan đến vấn đề này, báo Pháp luật Việt Nam đề nghị Ủy ban dân phường Thịnh Liệt, Ủy ban dân quận Hoàng Mai cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ. Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.